Nếu bạn thay tấm thiệp mừng sinh nhật bằng một video ngắn sinh động, trong đó có hình ảnh của người được chúc mừng, khả năng bạn sẽ nhận được phản hồi ra sao? Việc thay thế tấm thiệp mừng sinh nhật bằng một video ngắn sinh động chứa hình ảnh của người được chúc mừng có thể tạo ra ấn tượng mạnh mẽ và mang lại trải nghiệm tương tác khác biệt. Dưới đây là một số phản hồi mà bạn có thể nhận được. 1. Sự ấn tượng. Tính sáng tạo và độc đáo. Một video sinh động có thể được coi là sáng tạo và độc đáo, làm cho sự chúc mừng trở nên đặc sắc và khó quên. 2. Tính cá nhân hóa. Tăng cường tính cá nhân hóa, video chứa hình ảnh của người được chúc mừng có thể tăng cường tính cá nhân hóa, làm cho người nhận cảm thấy đặc biệt và quan trọng. 3. Phản hồi tích cực. Cảm nhận cao, người nhận có thể đánh giá cao sự cố gắng và sự sáng tạo của bạn, đồng thời tạo ra một trải nghiệm sinh nhật độc đáo và đáng nhớ. 4. Tương tác nhiều hơn. Khả năng tương tác cao hơn, video có thể kích thích khả năng tương tác nhiều hơn từ phía người nhận, đặc biệt là nếu họ chia sẻ video đó trên mạng xã hội hoặc trả lời bằng cách khác. 5. Điểm nhấn trên mạng xã hội. Chia sẻ rộng rãi, nếu video đủ thú vị và ý nghĩa, có khả năng người nhận sẽ chia sẻ nó trên các nền tảng mạng xã hội, tạo ra sự lan truyền và đồng thuận từ bạn bè và người thân khác. Tuy nhiên, cũng có thể có những người có sở thích riêng và có thể không muốn xuất hiện trên video.